Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 1 tháng 7 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, ngày mai nắng nóng gay gắt vẫn bao trùm toàn bộ các tỉnh thành miền Bắc. Nắng chói chan lên từ sớm và bỏng rát với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 cho đến 39 độ, có nơi còn lên trên 40 độ. Tuy nhiên nắng nóng lần này chủ yếu xảy ra ở khu vực phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn. Riêng hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên do điều kiện địa hình cho nên trời dịu mát hơn với nhiệt độ không vượt qua ngưỡng 33 độ. Ở khu vực trung bộ Hiệu ứng phơn vẫn hoạt động mạnh nên trong ngày mai, tiết trời nắng và khô nóng vẫn tiếp tục duy trì trên toàn khu vực. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì nắng nóng khá gai gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 36 cho đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì nhiệt độ có phần thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Trời nắng nóng không mưa, tình trạng hạn hán vẫn chưa được cải thiện, thậm chí độ ẩm xuống thấp như vậy sẽ đặt các cánh rừng miền Trung vào mức cảnh báo cháy khá cao. Do vậy bà con nên vừa phải kết hợp chống hạn và cảnh giác với hiện tượng cháy rừng có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào. Thưa bà con trước tình hình khô hạn tiếp diễn, bên cạnh công tác chống hạn bằng phương pháp tưới nước cho cây trồng thì chúng tôi xin được giới thiệu tới bà con một số biện pháp chống hạn như sau. Bà con cần tích cực xới đất làm cho đất tơi xốp tạo điều kiện giữ và thấm nước thoáng khí. Bà con cũng nên dùng màng phủ ni lông để hạn chế thoát hơi nước sâu bệnh và cỏ dại. Trong thời tiết nắng nóng thì bà con nên giải một lớp dơ mỏng trên màng phủ. Bên cạnh đó, bà con cần bón hạt giữ ẩm cho cây trồng và bón phân hợp lý, cân đối, tăng cường bón kali nhằm tăng sức chống chịu của cây, thúc đẩy dễ phát triển trong điều kiện khô hạn thì không thể dùng được phân bón dễ ta có thể dùng các dạng phân bón lá cao cấp giàu nguyên tố trung vi lượng để tăng khả năng quang hợp của cây đối với việc tỉa cành tạo tán bà con cũng nên làm thường xuyên để giúp cho vườn cây thông thoáng và hạn chế thoát hơi nước ngoài ra bà con cũng nên dùng các nguyên liệu như là rơm rạ dạ, lá mía hay là cỏ khô để che phủ gốc hoặc là toàn bộ bề mặt cho cây Bà con nên thực hiện sớm và đồng bộ các biện pháp mà chúng tôi vừa giới thiệu trên đây sẽ hạn chế được ảnh hưởng của khô hạn đến năng suất và chất lượng cây trồng. Trở lại với những thông tin thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đêm nay và ngày mai thì gió tây nam hoạt động yếu, cho nên mưa rào xảy ra ít hơn vào thời điểm chiều tối và đêm. Về ban ngày thì trời có nắng nhưng nhiệt độ cũng không quá cao, phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ ở khu vực Nam Bộ. Theo bà con, hiện nay nhiều nhà vườn cây cà phê, tiêu, cao su ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có biểu hiện bị vàng khô lá héo cành sau khi bón phân thì gặp mưa lớn. Nhiều bà con nghĩ rằng nguyên nhân chính là do những cơn mưa vào thời điểm chiều tối. Tuy nhiên không phải là do mưa mà là khi bắt đầu vào mùa mưa thì nhà vườn thường có thói quen là cào hố quanh gốc cây, nhất là cây cà phê, sau đó thì bón phân xuống. Khi bón phân có mưa lớn gặp phân tan nhanh sẽ khiến cho nước đọng lại ở gốc cây với hàm lượng phân bón rất lớn dẫn đến tình trạng cây bị sốc. Do đó để hạn chế tình trạng này thì bà con không nên bón phân trong điều kiện nắng kéo dài và có mưa lớn, sau đó lại có nắng trở lại. Bà con hãy chờ cho mưa đều rồi sau đó bón các loại phân chậm tan để cây trồng không bị sốc. Bà con cũng nên chú ý vào thời điểm này thì không không nên làm bồn quanh gốc để bón phân. Việc này chỉ phù hợp vào mùa khô nó giúp gốc cây giữ được độ ẩm. Và tiếp theo ngay sau đây xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 cho đến 31 độ và cao nhất từ 36 cho đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 cho đến 31 độ, cao nhất từ 36 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ và cao nhất từ 35 đến 38 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.